bữa Ken vào nhà xong cứ thấy quay Ken mình vui lên chị. 60 rồi. Bạn ập tới đây coi nè. Coi cái cây gia đam bà trồng nè. Tròn nha. Ông coi cái một đĩa thôi không? Này cây đu đủ nè, ông thấy không? Bà trồng trong chậu nè. Chặt như vậy nè, là cỡ như vậy là có trái thôi. Đó, mình trồng xong cao vậy mình chặt. Mình chặt nó nhỏ mà nó có trái à. Trồng hơn cái chậu đó to kìa. Cao. Không, mình trồng xong rồi bắt đầu mình chặt đi. Chặt trồng nó cao lên chặt. Chặt đi. Trời ơi, cái bị da đam. Không bự đó. Đào này trồng ngon luôn. Hồng giòn, hồng giòn. Hồng giòn trái. Ủa cái này là phải bạc hà mà không? Đúng là bạc hà đó. Bạc hà nó không? Đúng. Ở trời xe bớt à. Từ mà sao dê ra từ đụng cái xe ở bên đường bên kia nữa à? Chứ làm sao đâu dê từ từ á chứ. Từ từ, trời ơi, mấy cây cà có trái quá trời luôn. Cà giòn á. Trời ơi, đã luôn. Sao bác trồng hay á. Nó cà giòn á. Trái quá trời luôn. Cái này mà làm cỏ, làm đồ sao làm ấy trời. Đâu có ai cắt cỏ gì đâu. Phải tính cỏ luôn. Trắng tiết tụi ớn quá. Để vậy luôn mà công nhận. Cái này cái táo này táo rừng tự động nó mọc thôi chứ không ai trồng á. Cầm nhìn tôi trên nước táo là táo rừng. Cầm nhìn tôi lộn lộn á. Ta ở nhà đường đó. Lên chùa. Mới lên chùa. Chùa Tam Bảo hả? Ở chùa Tam Bảo. Bà Di ra đụng mình được không? Có một xe trắng nằm ở bên lề cỏ bên kia đó. Thôi đi giờ đấy. Xe đọc kinh quá trời luôn. Xe đọc kinh quá trời luôn. Không ra chứ.